Các vị khách quan, mời dùng trà. Cảm ơn. Cảm ơn. Còn một ngày nữa là hoàn thành mọi việc. Xem ra 2.000 lượng cũng dễ kiếm quá ha. Dạ. Nếu tới cuối năm Tiêu Hãn có thêm vài khách như vậy thì tốt quá rồi. Đúng vậy. Thật tình muốn nhận thêm vài lần nữa đó. Chết rồi, có chuyện đâu. Chuyện gì? Dùng ngựa bị cháy. Cái gì? Dập lửa đi, dập lửa đi. Dập lửa đi. Sao lại như vậy chứ? Dập lửa đi. Dập lửa. Qua lên, dập lửa đi. Dập lửa. Không tới đâu. Có chuyện gì? Ngựa chúng ta đã mất hết rồi. Cái gì? Dập lửa đi. Có phải là người không? Cô nói hắn có phải là người không? Sống trong giang hồ quan trọng là chữ tín. Không ngờ tên này nói rồi lại nuốt lời. Ngày thứ 11 rồi, tại sao còn không đến? Tại sao còn không đến? Bỏ đi. Dù không gặp được Nguyên Siêu, tôi vẫn có thể sống vui vẻ. Chúng ta đi. Không đi đâu. Đợi tiếp sao? Tôi muốn cô đợi tôi. Bây giờ tôi đi tìm hắn. Hắn mà không trả lời tôi không cần biết. Không cần biết hắn nói sao. Tóm lại hôm nay tôi phải đánh cho hắn một trận. Tôi không cần biết. Con ngựa bây giờ đã mất rồi. 3 ngày. Trong vòng 3 ngày không tìm ra con ngựa, tôi tháo biển hiệu của mấy người. Nè, chúng ta tìm nhiều ngày rồi, tiếp tục tìm nữa cũng đâu có giúp ích được gì đâu. Dù thế nào cũng phải tìm lại con ngựa. Sư huynh, tại sao ngươi không giữ lời hứa? Tại sao ngươi không đến? Những lời ngươi nói là trò đùa hay sao? Đùa giỡn xong gạt qua một bên là bỏ đi hả? Tôi có chuyện gấp mà. Có chuyện gì quan trọng hơn đón dân tử là chứ? Hôm nay ta không đánh ngươi, ta không phải là mẫu Trường Phong. Đừng đánh. Cứ để huynh ấy đánh. Huynh muốn sao cũng được. Đánh xong rồi thì chúng tôi đi tìm ngựa. Đó là con ngựa gì mà quan trọng dữ vậy? Ngươi đã thương con ngựa hả? Là ngựa cái hả? Vấn đề không phải là người hay ngựa. Nếu chúng tôi không tìm được con ngựa này thì ngày mai Phi Dương phải đóng cửa rồi. Con ngựa nó giá 2.000 lượng đó. Chúng tôi kiếm đâu ra 2.000 lượng để người ta chứ? Đủ rồi. Có 3 ngày. Con ngựa gì mà đáng giá dữ vậy? Là một con ngựa 3 tư thuần chủng, toàn thân trắng phao, chỉ có 4 chân đen. Là một con ngựa rất quý để mất trong tay tôi. Con ngựa này toàn thân trắng phao, 4 chân đen lộng, 2 mắt rất có thần, ngày đi ngày dậm. Vì trước khi bắt cung đại nhân nhất định sẽ thích. Nói lại lần nữa coi, đó là ngựa gì? Là một con ngựa trắng phao, 4 chân màu đen. Đợi chút. Tôi đã từng thấy con ngựa này. Cái gì? Ngựa của mọi người bị đánh cướp phải không? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Tôi còn biết chuyện này do ai làm nữa. Mà huynh, huynh nói con ngựa này là của Bắc Cung Vọng, sao vừa rồi trong phủ của ông ta lại không thấy? Con người của Bắc Cung Vọng rất là rộng rãi, không có dành hết cái tốt cho riêng mình, nhiều lúc cũng sẽ chia những thứ tốt cho thuộc hạ mình. Người mà hiện nay được Bắc Cung Vọng tin tưởng là Tề Kiến Nghiệp, cho nên tôi đoán con ngựa này có lẽ thuộc về hắn. Huynh khẳng định chứ? Đến coi thì sẽ biết. Có phải con đó không? Phải, chính là con đó. Đem nó đi. Tôi cần tiền cho nó lên. Nè, đừng có nhìn tôi như vậy. Có gì muốn biết thì cứ hỏi tôi nói hết cho ha. Nói cậu nghe ha. Này, uống. Được, tôi hỏi huynh, tại sao chuyện này lại liên quan tới Tề Kiến Nghiệp? Ý, để tôi hỏi cậu trước. Có phải gần đây cậu đã đắc tội với Trung Châu Tiêu Hãn không? Sao huynh biết vậy? Vậy thì đúng rồi. Nè, bề ngoài Trung Châu Tiêu Hãn là của Phương Đại Bằng, nhưng thực tế là của Tề Kiến Nghiệp. Còn sau lưng Tề Kiến Nghiệp còn có ông chủ lớn chính là Bắc Cung Vọng. Cậu không tin hả? Tôi nói bí mật này cho cậu biết. Tôi đã từng lớn lên ở phủ Bắc Cung Vọng, từng được Bắc Cung Vọng xem là ngự lâm quân có tiền đồ nhất. Tôi hiểu rồi. Chuyện này do Tề Kiến Nghiệp lén lút sắp đặt thôi.
Đúng hết. Cho nên hắn không hại cậu thì hại ai? Thật là quá đáng mà. Cậu định đối phó họ thế nào? Ăn miếng trả miếng. Tôi phải cho bọn chúng biết Mạnh Nguyên Siêu này không dễ bắt nạt đâu. Hay, có màn hấp dẫn đi coi. Cạn chung. Ước. Chuyện này làm rất tốt. Đừng nói 3 ngày, dù 30 ngày cộng lông ngựa chúng cũng không tìm được đó. Nếu không có sự cố gì, 3 ngày sau Phi Dương Tiêu Hãn sẽ biến mất trên giang hồ. Còn tên Mạnh Nguyên Siêu cũng đừng mong đứng vững ở trong giang hồ. Hơn nữa sau chuyện lần này, không còn Tiêu Hãn nào dám không cúi đầu xưng thần với Trung Châu. Lão phu cũng nghĩ như vậy. Tây đại nhân hả? Thì chức nghĩ trong 3 ngày này chúng sẽ giống như con kiến trong chảo nóng vậy. Đại nhân, đại nhân, con người đó đã trở về rồi. Người nói gì? Dạ, con người đó đã trở về rồi. Cái gì? Bà lão gia, quả nhiên ông cũng ở đây. Nói vậy tôi cũng không cần phải giải thích nhiều nữa. Mạnh Nguyên Siêu, ở đây ngươi không có quyền gì mà lên tiếng. Ông nói gì vậy? Chỉ đem con ngựa đến cho ông thôi mà. Mậu Trường Phong, đừng nghĩ Bắc Cung đại nhân coi trọng ngươi thì ngươi có thể làm bừa. Đem con ngựa tới cũng nói là làm bừa. Nè, nói chúng ta làm bừa kìa. Cảm ơn ông đã đem con gà chết đến làm quà mừng. Nhưng con người Mạnh Nguyên Siêu này rất đơn giản. Người ta kính tôi một thước, tôi sẽ trả lại một trường. Nếu người ta dám đạp lên đầu tôi, bất luận người đó là ai, nhất định tôi sẽ đánh lại. Ông nghe không? Mạnh Nguyên Siêu, tôi dám đến đây dọa ta? Không dám. Tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường của mình. Bạch lão gia, con ngựa này dù của ông cũng được, hay là của người khác cũng được, tôi đã đem nó về. Cáo từ. Mẫu Quyên. Mạnh Nguyên Siêu, trời đấy. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.